bia chính thức của các anh trai. Chù quá, trời phải tới. Ăn cái gì vậy kêu? Ăn cái gì mà dữ vậy? Người đẹp ăn có miên nữa. Gà của anh Isaac cho 10 điểm. Hồi nãy anh ấy em có buồn anh không? Gì đâu buồn anh. Anh biết là tất cả chỉ làm diễn thôi. Không, anh nói thiệt đó em. Sao lại mình ốm vậy? Ôi, tập nhảy quá. Cardio dữ quá. Rồi đứa nào mặt cũng thon, mặt cũng tam giác hết trơn luôn. Mấy ký luôn á. I'm okay, I'm fine, Quintana, Quintana, ding, 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 ding. Chả biết gì, ai kêu đi đâu đi chó. Mình từ chối người ta đâu có sao đâu. Vì tôi vui mà. Nó mới vui. Tôi hỏi trên đời này ai cũng nghĩ tụi em cái game thì người ta đẻ cái vụ từ chối ra để làm cái gì. Có thiệt luôn á. Ăn cái gì vậy kêu? Đẹp ăn có miên nữa. Gà của anh Isaac cho 10 điểm. Mà lần nào mà gặp, ví dụ gặp tập nhảy, gặp làm nhạc, gặp đi đó là ảnh đều mua nước hết. Mua nước, không mua nước thì mua đồ ăn. Lần nào cũng vậy hết. Giống như là người cha đều mà mua đồ ăn cho các con vậy. Người cha hơi quá, người anh cả đi. Người cha hơi lớn, người okay. Anh quản gia khó tánh. Hồi nãy anh ấy em có buồn anh không? Gì đâu buồn anh. Anh biết là tất cả chỉ làm diễn thôi. Không, anh nói thiệt đó em. Nói chung mình làm ở ngoài thì rất là hiền. Nhưng mà anh ra ngày khóa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, dễ đúng không? Dễ mà anh. Mệt quá em. Mệt không? Chiều này, bây chiều này vô đây. Mặt ai cũng được được ha. Đây làm thường cái thôi. Trời ơi, tỉnh tương tỉnh, vui vẻ vui vẻ. Anh tới lo gì anh thế nào? Đúng rồi, đào mấy em ơi. À trời. Ừ, không đó. Tươi ha, tươi rối luôn. Đường hả em? Cố lên đi em. Lúc ngồi trên xe là em đã đoán ra là anh. Thì em đoán là anh gọi cho mình luôn á. Dạ. Tôi lấy khỏi lên tôi gọi á. Mình tại tôi lái xe cho nên mình ốm vậy. Ui, tập nhảy quá, cardio dữ quá. Rồi đứa nào mặt cũng thon, mặt cũng tam giác hết trơn luôn. Mấy ký luôn á. I'm okay, I'm fine, Quintana, Quintana, ting ning 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 ning. Trời ơi, cái mặt Isaac còn có không gì cái bánh ú đây. Vậy quá hả? Ngồi kế cho em ơi, mốt ráng nhảy đi, mốt ra làm dancer hết nha không. Đó, đã rồi, mới biết là mặt tôi nó bị tót thì cỡ nào sao cái chuyện này. Nghe nói là thâu đêm xuống sáng tới 4 giờ sáng không? Nhảy mà thứ điều là tụt huyết áp. Nhảy mà ta nói là uống thuốc cho lên huyết áp xong xúc cái khớp ra. Xuống mặt mày đôi chứ, tại sao nó lại khác nhỉ? Anh đấy là tẩy chai rồi. Không biết đấy là cái gì ấy. Không hồng. Bây giờ anh không nhận ra mức đấy. Không biết có chuẩn bị món quà nhỏ nhỏ dành cho các anh trai nhà nhạc chung. Không biết mọi người có vừa không? Tate có thể giúp Eric Anh đã
chung một tay có một cái phục nho nhỏ. Để bị cặp được một chiếc quần dễ thương. Này là tặng anh Tú hả? Đúng vậy. Cái này là để tặng cho ba mẹ em xa của em xa một chiếc. Mặc đi ngủ cho thoải mái. Thật ra cái này là mặt sau. Con này mặt trước. Thì nữa sẽ tặng cho đi phần quà cũng là lúc em. Đúng rồi. Thật ra là Eric có tính là làm một cái sticker để dán bên ngoài nữa. Nhưng mà không kịp. Em nghĩ là đủ rồi. Thôi phải ngồi đây. Thật sự là lúc nãy đáng ra mà đưa cho mọi người ngồi xuống để bơi thì chắc là sẽ vui hơn, nhưng mà lúc đấy thật sự là rối tung rối mù lên, bọn mình về một cái bọn mình phải tập trung để thay đồ và xuống hồ bơi liền, nó không bị phạt là không có thời gian. Em có thể giúp anh được không? Được, em giúp anh. Yes. Cái này là anh đóng gói. Đúng rồi, em tặng gói đóng gói á. Có người có cái quần để có mua cái gì đây, cái này là một cái quần ngủ là con voi, một cái vòi yêu tâm lý thế. Để cho mọi người rất là chú đáo các bạn ạ. Thì không biết là sẽ còn lúc nào để có được những cái cách như này nhé. Mình muốn là có một cái món quà kỷ niệm gì đó để mình chung với nhau. Hay là em muốn chơi thật đó. Em là em không sợ bị loại đâu. Sợ là sợ mình chia không đều là anh em là người thiệt thòi. Thế nên nó tính làm sao mà nó phải cân với nhau. Em là buồn, rất là buồn là không biết luật thôi. Chả biết gì, ai kêu đi đâu đi chó. Mình từ chối người ta đâu có sao chị đâu. Thì đâu vui mà. Nó mới vui. Bây giờ hỏi trên đời này ai cũng nghĩ cho em cái game thì người ta đẻ cái vụ từ chối ra để làm cái gì. Có thiệt luôn á. Người ta đẻ ra cái vụ từ chối làm cái gì, ai cũng nghĩ kêu trời ơi. Để cầu ý người ta quá chắc chết. Ý chơi à? Chúng ta cái gì cũng vui hết, tin tâm đi. Từ chối có cái gì cũng từ chối. Nhận có cái vui, nhận cái gì cũng may á. Từ chối vui quá trời vui. Vui vui vậy gặp. Từ chối ra gặp lại cái vui không? Vui liền. Chúng ta từ chối xong gặp lại hết luôn. Gặp lại hết luôn. Mà quan trọng là từ chối nó mới vui. Không, mà từ chối gặp lại hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi ba đúng rồi, ba người. Từ chối gặp lại hết. Từ chối nó mới vui. Hiểu rồi. Mặt ướt nó thích như vậy á. Nó đã lắm. Có nghĩa là mình biết mình đang làm cái gì. Không quen. Cô em có những cái thằng có cá tính như vậy, cô ấy nó phê gì đâu. Em không có ai để từ chối luôn. Vậy hả? Ờ, em đâu biết đúng không, biết đâu. Không, ý là theo anh nha, cái tâm sinh lý mình trong mình cứ để như vậy. Chứ em không muốn từ chối thì em cứ để là không từ chối. Nhưng mà nó muốn từ chối thì cứ là từ chối, hiểu không? Còn mình chơi game, em không muốn từ chối thì em cứ không từ chối. Cái trong lòng em nghĩ sao thì em cứ vậy. Tao kiểu vậy. Em cũng phong phú mà, có người nhận từ chối là ok nhất. Cứ thật những cái như thế nhưng mà bên em vui hơn, bên em cũng thuyết phục vui. Cái giọng mà thuyết phục cũng không đi về, không có giải thích gì hết, giải thích gì thôi, không cũng thích đi vậy đó, con gắn ngắn gọn tả phê gì đâu. Cuối cùng cũng gặp lại nhau hết rồi. Vui 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 đấy. Con ngủ á? Vui 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 vui. Bồi hồi, em nó thấy bồi hồi. Kiểu cái chân nó rung rung ấy nhở. Để em kiểm tra đã. Mà nó luôn ấy. Kiểu vừa muốn lên luôn. Muốn lên luôn. Kiểu đang hồi hộp kìa. Mặt kìa. Nếu mà em vẫn đeo được cái tai á. Sau đây chúng tôi sẽ chuẩn bị lên sân khấu và biểu diễn ca khúc đầu tiên của chương trình Anh Trai Say Hi. Dạ dạ. Dạ. Đây là một ca khúc mà ở vòng 1 thì không có ai lựa chọn nhỉ? Đúng rồi. Mình sẽ chứng minh. Và... là mình sai. Mình chuẩn bị được xem ca khúc đấy. Nó đang đến gần lắm rồi đây. Đang đến gần lắm rồi. Anh em đang hồi hộp lắm rồi đây. Những ai mà vòng trước không chọn bài này thì chuẩn bị xem đi nha. Em à, thế à? Em đây. Em biết em sai rồi. Em biết em sai rồi đúng không? Em sai rồi. Để chuẩn bị những người tiếp theo nhá. Ờ, những người tiếp theo sẽ hồi hận đây. Mọi người hãy nhìn cái set đấy xem. Đừng có nhìn anh bằng cái đôi mi cong. Kiểu sợ thôi lòng. Mời em xe á, mời em xe rồi, xe á. Em nghe thấy anh Nicky rồi nhá. Đừng
Anh Nicky nghe giọng em tầm bao nhiêu phần trăm so với các anh? Dạ, em đây. Đu nhớ vị trí nha. Nhớ vị trí đi vô sâu trong đây. Anh Win nghe thử xem là nhạc với là beat lời anh em mình cân vào cổ chưa nhá. Dạ, em đang nghe nhạc đi nhá. Nhạc bé không? Nhạc lên một tí ạ. Ok. Anh mắt sâu nhiều, anh mắt lơ là quá. Ra biển tự tin chào ai cũng không, cái mặt thần. Sâu, anh mắt nhìn thẳng như vậy, đừng có biết hát ra, nhưng mà mình không hát, không biết hát lúc nào đâu. Đúng rồi, biết trước, mình cứ nhìn người ta bằng biểu cảm kiểu vậy. Lúc nào mình cũng phải biểu cảm hết, không bao giờ được buông cái mặt mình ra. Đúng rồi, xem xét là mọi người phải diễn hết đó mọi người ơi. Đúng rồi, đừng nhìn vào xem rồi được. Cái mood chủ đạo nó là mood gì, lấy cái mood đó ra mà diễn. Okay.
nó sâu thì cái mặt mình sẽ deep, nó phóng khoáng thì mình phải sao, mà nó vui nhộn, nó mùa hè hay là nó gì đó, là mình phải nhớ cái mood chính của cái bài. Căng quá. Nhớ bài không? Nhớ bài không? Mắt nào mắt lấy mắt nhớ bài không? Bây giờ anh đi xuống là mọi người xuống. Không có đâu cái chuyện nó không đi ra với tim này nữa. Anh nếu đặt đi thức quá. Cái vụ xịt sơn á, anh nhặt luôn rồi. Cái sơn đó, mình phải thấy sát cái áo của mình rồi. Cái hơi nó không qua đi. Nhỏ nhỏ nha. Từ hôm anh sẽ nhặt sơn ra đi sau. Từ đây xuống mà xịt sát luôn á. Thấy vô rồi. Xịt sát vô vậy nè, nó sẽ dính cái sơn, dính được cái áo xong rồi bay sơn lên. Không không. Sát cái liền nó bại rồi, dính sơn. Không, 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 anh xá chưa xong, tôi đã xong rồi. Đưa vô mặt đi rồi kéo trên căng nào. Rồi, Dũng ngồi một bên như vậy đẹp nha. Thôi bây giờ anh mới học bài đúng không? Đúng rồi em ạ. Học bài quá rồi. Tôi đồng ý nha, tật xấu nào. Tật xấu à? Anh hay móc cái gì? Móc cái gì vậy? Anh hay móc cái gì ở nhà? Không có, tôi khóe tôi còn móc gì. Đừng. Tào lao. Tào lao. Anh tôi OCD, tôi không thể làm những cái chuyện được. Nè, móng tay tôi có đâu mà móc. Nè, tôi OCD, tôi có móng tay, móc gì? Nè, em có móng tay không? Chính không móng tay móc cái này chứ anh. Tôi ngứa thôi, tôi hay ngứa mũi. Viêm xoang, viêm xoang. Bây giờ tôi đang ngứa mũi, em đừng làm cho tôi ngứa mắt luôn nha. Anh thấy em chướng rồi đúng không? Tôi bắt đầu thấy ngứa mũi rồi đó. Anh biết tật xấu của anh vào đi. Tật xấu hả? Nghĩ đi. Không có tật xấu này. Giáo viên một cái một, một cái một. Giáo sư. Là sao ta? Khó quá, không có. À đây là chữ khó à, em tưởng anh chỉ biết chữ khó. Khó. Khó quà đấy. Khoan đã. Không, nhưng thật sự mà. Thật sự này. Anh Luân, anh đưa cái mặt anh vô. Thưa quý vị trường sinh, viết cái chữ cái gì đấy, khó, khó. Thôi cho anh đổi được à? Không anh, không được cái chữ. Rồi cho anh ơi, anh không cần phải thế, anh hiểu không? Đúng anh không rồi, cần phải làm cái trò như vậy. Cho nó không có dấu vết ấy. Dấu vết thì đã quay lại rồi. Không có ai bảo vệ anh hết chứ. Không có này, từ nãy giờ bảo vệ hơi nhiều nha. Trả cộng lương hay sao? Nồi cơm anh áo. Cái gì vậy bà nội? Cái gì đây? Anh sao cũng vui lòng. Ok. Chưa vui lòng, chưa vui lòng. Khô cống. Khó cống, khó cống là cái gì? Khó, trời ơi, món ăn này không biết hả? Khó cống là cái gì hả? Không nha. À, không có. Không có. Miếng. Hòn ống. Mặt chưa. Miếng nhà người ta tìm quốc chưa. Nhắn nhủ. Không phải đấy là hay đâu. Không, nhưng mà cái miếng hay là. Thôi cũng được, mượt, cũng mượt nha, miếng mượt nha. Cái gì nói ít khổ luôn. Ê, Hoàn nhá. Thật sự nhá, Song Luân là một cái con người hai cá tính trong cùng một cái biểu đồ. Biểu đồ năm sinh rồi, các thứ này mọi người có thể để ý nhá. Này. Slogan tại Anh Trai C2 có nghĩa là tôi không đi để kiếm giải thưởng, tôi đến để tận hưởng. Tôi đến để tận hưởng nhưng nhắn nhủ với bản thân trong chương trình thì lại là làm đi nói ít thôi. Là tận hưởng dữ chưa? Alo. Như nghe như bị đa nhân cách. Ừ, đa nhân cách mà. Đấy. Này, Lưu Hoàng còn nói là đa nhân cách luôn. Anh lên đa nhân cách anh lên. Anh ơi, mình sống thực tế lên anh luôn ơi. Anh nghĩ là anh cần phải có một cái khóa gọi là đào tạo cho em một khóa đào tạo cho em hiểu tiếng Việt. Đào tạo cho em. Đây. Tôi không đi tìm kiếm giải thưởng. Ừ. Tôi tận hưởng một quá trình. Ừ. Tận hưởng là enjoy. Enjoy. It's not talk. Ok. Ví dụ như là tôi talk một quá trình là tôi nói nhiều. Tôi enjoy. Tôi tận hưởng. Khoan. Thì làm vừa làm vừa tận hưởng. Rồi ok. Bây giờ quý vị hãy bật ngay cái tập 1 để xem là Song Luân có ngồi im không nhá. Anh nói gần như là một cái máy, anh hiểu không? Anh như một cái máy. Tôi như một cái máy. Không, con người này đầy mâu thuẫn. Quá nhiều mâu thuẫn luôn. Tôi nói cho mọi người nghe. Đừng nói. Đây. Đừng nói, anh bảo anh ít nói mà. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, em mệt rồi. Đừng nói nữa, em mệt rồi. I am enjoying the process. I'm not looking to the end. Okay?
đây, tôi đi tận hưởng, tôi làm đi để nói ít thôi. Ý tôi là lúc trong show là tôi đi làm việc là tôi nói ít thôi. Còn ở trong cái gọi là thực tế đó, cái khúc mà trình diễn thì tôi phải làm, tôi chỉ biết làm cắm đầu cắm cổ vô làm thôi. Nhưng mà lúc thực tế là tôi phải nói, tại vì tôi không nói là tôi thua cái đứa này. Ê, nó mọi nói quá. Bật lại tập 1 nhá. Tú đang ở một cái hình ảnh có nghĩa là Tú trầm lắng, một sự khiêm tốn nhẹ nhàng để lắng nghe, quan sát tất cả mọi người. Nhưng mà Song Luân thì khác. Các bạn có thể bật ngay tập 1 và xem Song Luân. Thôi anh đừng có cái, anh là đa nhân cách rồi. Just do it. Yeah, just do it. Ok. Ok. Rồi ok. Trung tâm kế, trung tâm kế. Thưa quý vị, rất đẹp, chữ ký rất đẹp. Nhưng mà cái vấn đề là nó quá loằng ngoằng và các nét nó đâm lẫn nhau. Anh cái thêm mở ngoặc đi không? Được anh. Anh ghi câu đề bây giờ hợp với Tú hơn. Anh ghi ra. Gửi anh Tú. Gửi anh Tú với bản đôn à? Ok. Anh ơi, chữ voi bản đôn nó là một chữ liền kề nhau. Anh voi bản xong anh xuống chữ đôn. Em sai luôn, mọi người vô đây. Tôi thử thôi, tôi chỉ làm một phép thử thôi. Nè, gửi voi bản, giờ đây tôi mới đôn nè. Thế còn ở dưới là đôn gì, đôn chè à? Cái này là đồng hành với tôi. Thấy à? Tôi... Ok, ok, cái này em thua, cái này em thua. Gửi voi bản đôn đồng hành với tôi. Và là không. Câu này là cho cả hai đứa mình luôn. Ok. Ok. Quá trời, ok. Ok, thơm. Tôi đi phỏng vấn nghe nha. Sợ quá. Tôi thấy cái này giống cung tâm kế. Không phải là cung xử nữ hay là cung gì nữa rồi. Em là cung gì? Cung đấu. Tôi đi phỏng vấn. Thôi, nói được rồi. Quên. Xin lỗi. Số phận. Gia đình hơi bất ổn. Ê, cái kho cống ok nha. Kho cống ok. Đúng không? Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.